chiều đã mắt sương tràn niềm vui ban nay. Những gói mì hay chất lượng luôn thiết tha bao lời tri ân hân hoan. Mang công nghệ, mang kinh nghiệm cùng với những tấm lòng Việt Nam mong son. Hảo hảo về, hạnh phúc về, hảo hảo sung túc chúc phúc cả năm.